Dậy thì ở người, thành công thì ít nhiều bạn cũng được trải nghiệm hoặc chứng kiến. Ở động vật thì sao? Cũng rất gì về này nó ấy. Và đây là chuỗi video dậy thì thành công ở động vật trên Hika Channel. Cho bạn 3 giây để đoán xem đây là con gì. Nhìn khá giống con chuột ha. Đỏ hòn, bé tí thì thi. Con này thì nặng cỡ bằng con chuột trưởng thành 100g. Và bùm, đây là em nó sau khi dậy thì. Ngạc nhiên chưa? Gấu trúc khi trưởng thành thì nặng tới 90kg, nhưng khi chúng còn nhỏ thì chỉ có 100g. Một tỷ lệ hết sức là chênh lệch. Con này thì sao? Khá là dễ phải không nào? Nhìn thì như con lợn con, mà lợn này thì hơi nà nạ. Dễ thương phết, nhưng bạn sẽ không ngờ nó lại là một loài cực kỳ hung dữ và cục súc khi trưởng thành đâu anh nhé. À mã, đây là em nó sau khi dậy thì. Chúng là loài ăn cỏ hung bạo nhất cánh rừng châu Phi. Số người bỏ mạng vì nó nhiều hơn cả hổ báo, sư tử cộng lại. Nhìn khá là ú nhưng chạy thì hơi nhanh. Cùng với quả hàm như này thì đến mấy con cá sấu cũng phải ạ khi chạm trán hoặc là đối đầu. Kangaroo, chắc là bạn đã khá là quen. Thế chúng khi bé như nào thì bạn đã từng thấy chưa? Chúng thì luôn được mẹ bảo vệ trong túi, dưới bụng và ít khi lò mặt ra ngoài khi chưa đủ lớn. Wow, tin vào mắt mình đi. Đây chính là kangaroo non. Nhìn thì y như yêu tinh ấy nhỉ. Còn đây là sau 2 tuần và 2 tháng, chúng sẽ ở trong túi của mẹ mình cho đến khi lớn cỡ như này. Thật quá là bảo bọc đây mà.